Chào mọi người, thì tại sao mà đa số mọi người là thích sử dụng hàng Mỹ? Thì đa phần mọi người hiện nay đều thích sử dụng hàng ngoại. Trong đó không thể không kể đến, đấy là đồ của Mỹ. Mỹ nó là cái nơi ra đời của rất nhiều thương hiệu thời trang và các hãng mỹ phẩm, các hãng thực phẩm chức năng cao cấp. Vì là cái chất lượng của nó rất là tốt mà giá thành của nó thì hợp lý, phù hợp với là người tiêu dùng. Bên em thì phân phối rất là nhiều cái dòng của Anh, của Đức, của Nga, nhưng mà cái dòng collagen mà nhiều người sử dụng và hàng cao cấp không thể không kể đến, đấy là collagen của Neocell, Uteri. Hôm nay em xin được chia sẻ chi tiết cho mọi người về cái dòng collagen này để mọi người hiểu và thêm tin tưởng khi lựa chọn để sử dụng cái dòng collagen của Neocell, Uteri. Collagen của Mỹ thì có những cái dòng nào? Thì ở Mỹ thì có rất là nhiều những cái dòng collagen. Các loại được kể đến như là collagen ASC Gold 12.000mg và Allogen Liquid Collagen ở dạng nước. Hay là được kể đến cái sản phẩm đình đám như là sản phẩm của Neocell và sản phẩm của Uteri. Và rất nhiều cái dòng đang bày bán ở Việt Nam. Nhưng mà trong cái video này là một cái video review thực tế về những cái sản phẩm tốt nhất và được người tiêu dùng đánh giá nhiều nhất. Ở Mỹ thì hãng collagen Uteri này thì có rất là nhiều những loại sản phẩm collagen chăm sóc da, tóc và làm đẹp. Nhưng mà hiện tại ở Việt Nam thì có hai cái dòng nổi trội là cái dòng Uteri trắng dành cho nữ và dòng Uteri men dành cho nam. Trọng lượng là 290 viên. Và dành cho nữ thì còn một loại này rất là phổ biến này. Đây là cái loại collagen 390 viên. Và để xem những cái sản phẩm ở Mỹ đang bán gồm những loại nào thì bây giờ xin mời các chị cùng xem video, trực tiếp truy cập vào trang web Uteri để xem những cái sản phẩm của hãng. Để tham khảo những sản phẩm mà Uteri đang bán ở trên thế giới, bán ở Mỹ thì mọi người có thể ấn vào từ uteri.com, truy cập trực tiếp vào trang web của Uteri. Thì đây là trang chủ của trang uteri.com. Mọi người ấn vào Your Product. Ở đây thì hiển thị ra tất cả những thông tin về sản phẩm của Uteri đang bày bán về làm đẹp, chăm sóc sức khỏe, rất nhiều các dòng sản phẩm, các mẫu mã khác nhau. Như video mà em đang review cho mọi người là dòng collagen Uteri tip 123 6.000mg. Và hộp Uteri này là gồm 390 viên, cũng là collagen tip 123. Và mỗi viên này nó đều chứa là 6.000mg collagen. Thì một hộp 390 viên này thì giá hiện nay nó trên dưới 700.000, nên là tính ra khoảng độ 2.000 một viên, nên là rất hợp lý, nên là được rất là nhiều chị em tin tưởng sử dụng. Trên tay em đang cầm đây là một lọ collagen Uteri có trọng lượng là 290 viên. Thì ở đây có ghi hàm lượng của một viên collagen là 6.000mg. Hàm lượng của nó cũng được in ở trên bao bì của sản phẩm, ở trên này cũng ghi là 6.000mg collagen. Và ở đây thì có ghi mã vạch của sản phẩm, mọi người nhìn đấy ạ, 852. Ở bên trên này thì có ghi date của sản phẩm là tháng 1 năm 2023 là hạn sử dụng. Mọi thông tin ở trên vỏ hộp thì đều bằng tiếng Anh. Và cái dòng sản phẩm này là collagen tip 123, nó hỗ trợ cho da, tóc và hỗ trợ xương khớp rất là tốt. Thì có một cái đặc điểm nữa là các chị sờ tay lên trên cái lọ collagen này thì nó có điểm gợn và có những cái chấm nhỏ ở trên thân hộp. Không biết là các chị có nhìn rõ không? Đây ạ. Nếu mà sản phẩm giả thì không có những cái chấm này các chị nhé. Để mọi người có thể là chú ý. Mọi người bật YouTube ở chế độ HD thì sẽ nhìn được chi tiết về sản phẩm ạ. Quay rất là gần, rất là rõ để cho mọi người nhìn đấy ạ. Mọi người có thể truy cập vào website là uteri.com đây ạ. Ở đây thì có những cái thông tin chi tiết về sản phẩm và giá tham khảo của hãng. Một cái lọ collagen 290 viên này thì giá đang bán khoảng trên dưới 500.000. Thì tính ra nó khoảng độ 2.000 một viên, nên là rất là phù hợp cho chị em khi mà muốn sử dụng để làm đẹp, để hỗ trợ xương khớp. Tiếp theo nữa thì em xin được chia sẻ một cái dòng sản phẩm khá nổi tiếng đến từ hãng Neocell. Neocell nó là của hàng của Mỹ và nó có rất là nhiều sản phẩm ở bên Mỹ. Thì mọi người cũng cùng đón xem. Em truy cập trực tiếp vào trang web neocell.com để cho mọi người biết những sản phẩm ở Mỹ họ đang sử dụng như thế nào. Thì để tìm hiểu những sản phẩm này thì chị em có thể truy cập trực tiếp vào là trang neocell.com. Thì ở đấy thì có tất cả những cái sản phẩm mà hãng đang bán ở thị trường của Mỹ
cũng như trên toàn thế giới. Ở Việt Nam hiện nay thì NeoCell có hai cái dòng phổ biến: Super Collagen C cộng và Super Collagen C cộng with Biotin. Còn dòng collagen NeoCell dạng bột này thì ở Việt Nam thì không được ưa chuộng nhiều cho lắm, vì là nó phải sử dụng, phải pha, dùng hơi lách cách nên là chị em hơi ngại khi sử dụng và mang theo hơi bất tiện, nên đa phần là mọi người sử dụng với dòng collagen C và collagen C with Biotin này. Về cái dạng nước của collagen NeoCell này ấy, thì nó cũng rất là tốt, nhưng mà nó gặp nhiều cái trường hợp là bị vỡ khi vận chuyển, nên là nhiều người ngại khi mà lựa chọn sản phẩm. Hai nữa là khi mọi người sử dụng ở nhà ấy, thì có những trường hợp là rơi vỡ, nên là mọi người đa phần là sử dụng cái dạng viên hộp nhựa này. Chất lượng của nó khá là tốt mà nó tiện lợi. Cái dòng là collagen NeoCell Super Collagen C cộng và Super Collagen C cộng with Biotin này, nó có những cái ưu điểm mà mọi người thích sử dụng. Thứ nhất là ở cái hàm lượng collagen của nó khá là cao. Đây ạ, các chị nhìn thấy là 6g collagen thì nó quy đổi ra là 6.000mg trên một viên. Mỗi viên của nó chứa là 6.000mg. Mỗi một viên là collagen C cộng, nó đều chứa là 6.000mg collagen, nên là được rất là nhiều chị em lựa chọn bởi vì hàm lượng của nó khá là cao. Và hơn nữa là nó ở cái dạng viên nên là uống rất là tiện lợi và mang theo khi sử dụng. Nhiều người ở xa thì lựa chọn cái dòng này bởi vì là vận chuyển thì không lo nó bị vỡ như là những cái dòng thủy tinh, những dòng nước, nên là mọi người cảm thấy là yên tâm hơn khi lựa chọn nhận hàng ở xa. Cái một điều nữa thì cũng được rất là nhiều người đánh giá, bởi vì nếu mà sản phẩm tốt mà giá lại quá cao thì hầu như là không phù hợp với là cái tiêu chí của người Việt Nam. Vì vậy là cái sản phẩm này thì nó chất lượng nó tốt và kèm theo nữa là giá thành của nó rất là hợp lý. Một lọ Super Collagen C cộng này thì có giá của nó là trên dưới 500.000 theo giá của hãng. Tùy theo những cái đợt mà sale off thì giá nó có thể giảm đi đôi chút. Thì tính ra là nó 250 viên mà hết khoảng là trên dưới 500 thì hết khoảng độ 2.000 một viên. Vì vậy thì các chị bổ sung mỗi ngày, các chị bổ sung khoảng 4 cho đến 6 viên thì hết khoảng độ 10.000. Thì một ngày, một tháng các chị hết khoảng độ 300.000. Thì một lọ như thế này rất là phù hợp, có thể uống từ 1 cho đến 2 tháng. Nên tính ra thì giá thành của nó rất là hợp lý, mà có thể là bổ sung vừa làm đẹp cho cơ thể, vừa bổ sung sức khỏe rất là tốt. Một cái câu hỏi nữa mà nhiều chị đang băn khoăn, đấy là đối tượng nào thì nên sử dụng collagen. Collagen nó là một trong những cái protein của cơ thể, nó chiếm 25% tổng số protein của cơ thể. Nó nằm ở các vị trí như là tóc, da, móng. Vì vậy mà cơ thể bị thiếu hụt cái collagen ấy thì nó dẫn tới những cái hậu quả, gặp cái tình trạng như các chị là bị khô da này, da bị nhăn nheo, vết chân chim, hay là tóc khô và gãy rụng. Và chân tay ở cái khớp sụn thì có cái dấu hiệu là mỏi và buồn bực. Em biết là hiện tại một số chị đang bổ sung theo đường ăn, ví dụ như các chị ăn da gà, da cá, hay là ăn những cái dạng là sườn non, sườn sụn, gân bò, da bò. Nhưng mà ăn như vậy thôi thì cũng chưa đủ đáp ứng được cái lượng collagen của cơ thể. Mà hơn nữa là tuổi càng cao thì cái lượng collagen của cơ thể đáp ứng càng nhiều, vì vậy dẫn tới hiện tượng là thiếu hụt. Vì vậy thì có những cái chị có hỏi bên em là chị ăn uống đủ thứ, uống đủ cái loại vitamin mà da vẫn không đẹp được, thì là một phần là do các chị là thiếu bổ sung cái collagen này, dẫn tới là cơ thể các chị bị thiếu hụt. Và thường gặp nhất cái sự thiếu hụt collagen ấy thường gặp ở cái độ tuổi ngoài 25. Nếu mà chị nào gặp những hiện tượng như là móng chân móng tay khô này, hay là tóc bị gãy rụng, đặc biệt là da bị khô và xuất hiện nhiều vết nhăn, thì các chị nên bổ sung ngay cho mình một dòng Super Collagen C cộng hoặc là Super Collagen C cộng with Biotin của NeoCell, hoặc là các chị tham khảo thêm cái dòng là collagen của Zutari cũng rất là tốt. Và cần chú ý gì khi mà mọi người bổ sung collagen? Thì collagen các hãng chia sẻ như là NeoCell này, Zutari này, thì nó đều không chứa chất béo, nên là mọi người sử dụng mà không lo bị tăng cân. Hai nữa là mọi người cần bổ sung hàng ngày, bổ sung đều đặn để cho cơ thể được hấp thu, và kiên trì uống khoảng 2 tuần thì sẽ có cái kết quả rõ rệt. Từ nãy đến giờ thì em chia sẻ về cái collagen NeoCell và Zutari, thì hai cái dòng collagen phổ biến nhất của Mỹ mà đang được cái người Việt Nam mình sử dụng. Thì cũng có một cái câu hỏi đặt ra, nên sử dụng collagen NeoCell hay là sử dụng collagen của Zutari? Thì dưới đây là một cái comment của cái chị Nguyễn Lan, chị có gửi tới Hoa Beauty, thì mọi người cùng tham khảo. Chị có đặt câu hỏi này: chào Hoa Beauty, chị thấy bên em có review về cái dòng collagen rất hay,
chị xem video bên em cũng hiểu nhiều về collagen. Và hiện tại thì nhiều dòng collagen nên chị chưa biết dùng loại nào. Chị đang phân vân giữa collagen Dutary 290 viên và collagen NeoCell 250 viên. Chị năm nay 29 tuổi, em tư vấn giúp chị nhé. Thì đây nó là một cái băn khoăn mà không chỉ của chị Nguyễn Lan mà rất nhiều chị em băn khoăn khi xem những cái video của em hoặc là video của các bạn vlog của những trang bán hàng chia sẻ về cái dòng collagen của Dutary và NeoCell này thì không biết nên lựa chọn loại nào sao cho hiệu quả. Và mỗi một cái dòng collagen này thì nó có một cái ưu điểm và nhược điểm riêng. Để hiệu quả nhất thì là chúng ta nên lựa chọn đúng theo độ tuổi của chúng ta. Thì Dutary này thì nó tốt cho xương khớp nên nó phù hợp với những cái chị nào mà ngoài 35 thì nên sử dụng cái loại này là phù hợp. Nhưng mà nó có một cái nhược điểm nữa mà khách hàng bên em có phản hồi lại là dùng cái thằng Dutary này có biểu hiện là nóng và có khả năng mọc mụn. Nên là những cái chị nào một cơ địa nóng ấy, thì nên cân nhắc khi lựa chọn cái dòng collagen Dutary này. Còn dòng collagen NeoCell này thì sao ạ? Collagen NeoCell này thì nó tốt cho da, cho móng nên là nó bổ sung cho xương khớp nên là phù hợp với những cái chị mà khoảng 18 tuổi trở đi là có thể là sử dụng cái collagen NeoCell này được rồi. Và nhiều khách hàng bên em ấy thì dùng cái dòng collagen NeoCell này phản hồi rất là tốt. Các chị dùng khoảng 2 tuần cho đến 3 tuần thì phản hồi lại. Các chị dùng cái collagen này thì thấy là da nó mịn màng hơn và căng bóng hơn. Và nhiều chị đã sử dụng đi sử dụng lại, nghĩa là khi dùng một lần rồi thì lại quay lại mua tiếp. Nên là em khuyên là các chị nên sử dụng cái dòng collagen NeoCell này, Super Collagen C cộng hoặc là Super Collagen C cộng with Biotin, vì giá của nó hợp lý và được nhiều người Việt Nam sử dụng. Còn cái dòng collagen NeoCell dạng bột này ít người sử dụng vì là những cái nhược điểm em đã chia sẻ ở trên. Hàm lượng của nó cũng khá là cao nhưng mà nó có một cái bất tiện là nó ở dạng bột nên là pha trộn nên là nhiều người không sử dụng, mà mọi người cảm thấy là ưng cái dòng collagen Super Collagen C cộng và with Biotin này hơn. Một cái băn khoăn nữa của các chị đấy là mua collagen chính hãng ở đâu. Thì các chị biết rằng là để mua được cái sản phẩm tốt thì chắc chắn là các chị phải mua ở những nơi uy tín. Nhiều chị có gọi cho bên Hoa Beauty tâm sự là chị thích collagen loại 250 viên nhưng mà thấy họ bán có 300.000. Bên em có bán loại đó không? Thì các chị cần phải hiểu rằng đây là hàng ngoại và hàng này là hàng chính hãng của Mỹ nên là chất lượng của nó rất là tốt. Hiện nay thì nhiều nơi là bán với cái giá rẻ bất ngờ nên là mọi người cần cẩn thận, tránh mua phải hàng giả hàng nhái. Vì là hiện nay là hàng giả hàng nhái rất là nhiều. Nhiều chị là dùng sản phẩm mua trên mạng không thấy tốt, cho rằng là hàng hãng NeoCell nó không tốt. Nhưng mà khi xem những cái video của em hoặc là xem chi tiết những cái cách phân biệt về hàng thật, hàng giả mà các chị đọc được thì các chị mới biết là các chị mua phải hàng giả và khi đấy thì dùng nó không có tác dụng là đúng ạ. Bởi thế thì em khuyên các chị là để làm đẹp được thì chúng ta cần phải lựa chọn cái nơi uy tín và mua những sản phẩm chất lượng, tránh mà tiền mất tật mang. Nếu mà các chị cần tư vấn về làm đẹp hay là chăm sóc sức khỏe, không chỉ những cái dòng collagen này đâu, còn những cái dòng khác như là dòng về vitamin E hay là các dạng mà bổ sung omega thì các chị có thể liên hệ cho Hoa Beauty theo số điện thoại em để ở trên màn hình 0985 229900, hoặc là các chị có thể là ghé thăm website hoabeauty.vn để cập nhật những cái sản phẩm mới nhất và những cái thông tin làm đẹp chăm sóc sức khỏe giá trị. Cảm ơn các chị đã dành cái thời gian lắng nghe cái video này của em, và nếu các chị thấy video này hay, các chị ấn vào like để động viên em làm những video tiếp theo. Và nhớ ấn vào đăng ký kênh để cập nhật những cái video hữu ích, để xem những cái video mà em bóc phốt những cái sản phẩm hàng giả, hàng nhái ở trên thị trường. Hẹn gặp lại các chị ở những cái video tiếp theo.